Xin chào bạn, đây là con lens TT Artisan 50mm f1.2, một con lens mà chân dung số phong mù mịt, giá rất là rẻ để các bạn có thể mua được. Mà khẩu độ thì lại to đùng luôn. Và con lens này thì sẽ có rất là nhiều ngàm cho ví dụ như Fujifilm, Sony, Canon EOS M, Nikon Z, Leica L và ngàm M43 ở trên tay mình thì đang là con lens ngàm Fujifilm. Bên trong hộp thì sẽ có quyển sách hướng dẫn sử dụng để cho các bạn có thể ví dụ như các bạn dùng máy body Fujifilm, Sony, Panasonic hoặc là Canon để các bạn có thể vào phần cài đặt ở trên máy ảnh để tùy chỉnh lại một chút xíu để có thể dùng được con lens này nhé. Tại vì con lens này là con lens MF, chỉ cần 2-3 bước cài đặt là các bạn có thể sử dụng được rồi. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, một con lens khẩu độ siêu lớn luôn. Khẩu của nó là f1.2 và khẩu độ bé nhất của nó là f16. Và con lens này thì sẽ được làm bằng full kim loại luôn nha các bạn. Và trọng lượng của nó thì rất là nhẹ, chỉ có 335g thôi. Vòng khẩu của nó là dạng đứt kim nên các bạn không sợ bị đá khẩu nhầm. Và trên vòng khẩu của nó thì các bạn có thể là hai cục gù hai bên như thế này để vòng khẩu được dễ dàng hơn. Khoảng cách lấy nét gần nhất của nó là 0.5m là 50cm. Phi là 52mm để các bạn có thể gắn được filter dễ dàng. Nó có đến 10 lá khẩu nên bokeh thì cực kỳ đẹp. Và đây là khi mình gắn con lens lên Fujifilm bên mình nhé. Đây, để cho các bạn xem độ đẹp nó như thế nào. Nếu các bạn muốn xem ảnh chụp từ con lens này thì các bạn cứ qua Artisan Việt Nam, mình sẽ để ở đây hoặc là số điện thoại mình để ở đây nhé. Đi mua hàng được miễn phí vận chuyển mình sẽ để ở bên dưới và có hỗ trợ trả góp cho các bạn luôn. Rồi, xin chào các bạn.